Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Rebel 300 giảm giá sốc 4 triệu đồng, hút với mạnh. Mô tô Honda Rebel 300 thiết kế hàm hổ, đậm chất nam tính đang giảm giá mạnh đến 4 triệu đồng nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của khách mạnh. Đổ bộ thị trường Việt Nam cách đây là chưa lâu, Honda Rebel 300 có mức giá bán cũng rất hợp lý, mức giá đề xuất 125 triệu đồng. Tuy nhiên, theo khảo sát của chế thảo xe hiện nay, thì cái mẫu mô tô này được bán tại các lý có mức giá thực tế thậm chí còn thấp hơn mức giá đề xuất. Mức giá giảm sâu ít nhất là tới 4 triệu đồng. Đó là một tin vui với những ai, nhất là những cánh mày râu, đang khao khát sở hữu một cái mẫu mô tô mạnh mẽ, phong cách thể thao, lạ mắt. Và trong thực tế, Honda Rebel 300 có quy luật rất mạnh mẽ, với cái bộ động cơ với dung tích là 286 cc, cho ra công suất đa 20,3 kW, tại chạy tua máy 8.000 vòng trên phút, mô men xích đại 25.1 m, tại chạy tua máy 7.500 vòng trên phút. Tuy nhiên, Honda Rebel dù là mẫu xe phân khối lớn, khá bề thế, nhưng nó lại tạo ra cái sự gần gũi, thân thiện với khách mạnh, những người có chiều cao trung bình khiêm tốn ở Việt Nam. Bởi lẽ Rebel 300 có cái yên ngồi thấp 690 mm, giúp lái xe chống chừng cũng rất thoải mái. Đã vậy, phong cách xe cũng rất là cổ điển, bộ đèn pha tròn, trong khi cái bộ xi nhan trước hình nhọn cái kiểu là mũi tên nhìn cũng rất ngầu. Hệ thống treo cũng dẻo dài cùng với cái bộ chống bó cứng phanh ABS tất ở trước lẫn sau, giúp cho lái xe cầm cương cái chiếc Rebel 300 cảm thấy an toàn hơn. Xe sẽ đem lại một cái trải nghiệm chạy hành trình dài và chạy trên đường cao tốc rất tuyệt vời. Bình xăng xe cũng lớn, dung tích trọng lượng 170 g, giúp cho cái chiếc Rebel 300 chạy cũng rất là đầm máy. Nhìn chung thì Honda Rebel 300 là mẫu xe mô tô đáng mơ ước của rất nhiều khách mạnh. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.